Hi everyone, chào mọi người. I'm gonna show y'all how to get the passport, US passport. Hôm nay Trúc sẽ chỉ mọi người cách mà làm passport Mỹ ha. Làm ở passport Mỹ á, thì mình sẽ That's in my son. Okay. Thì mình không có đi ra cơ quan chính quyền như Việt Nam ha, mình sẽ làm ở bưu điện. Ở Mỹ gọi là post office, làm ở bưu điện ha. Khi mà trước khi mình làm á thì mình sẽ chuẩn bị cái giấy tờ như là cái đơn làm xin visa. Trúc sẽ điền ở phía dưới cho mấy bạn coi cái đơn này gọi là cái gì ha. Không thì mình đi ra bưu điện á, mình xin cái tờ đơn này mình về mình điền vô cũng được. Nhưng mà khi mà mình làm á passport thì mình phải lấy hẹn ha, chứ không có tự động đi lên. Rồi mình chuẩn bị tất cả các giấy hồ sơ cần thiết như là cái giấy khai sinh nè, rồi cái giấy đăng ký kết hôn. Rồi nếu mà mình đã làm passport rồi á thì mình cầm theo cái passport cũ ha, số chứng minh nhân dân, cái số an ninh xã hội. Mà ở đây thì người ta không có xài tiền mặt ha, người ta chỉ xài check thôi, không thôi cash check, money order, là những cái đó mình lấy từ ngân hàng ha. Cho nên hôm nay Trúc có hẹn là 1:30 thì Trúc sẽ đi vô, Trúc sẽ chỉ cho mấy bạn coi nha. Có gì chút nữa Trúc sẽ chỉ mấy bạn coi tiếp. Bây giờ là mọi người đang ở bưu điện đợi để mà làm passport nha. Mình nay mình làm passport cho cả nhà luôn ha, mình làm passport. Đây là bưu điện ở Mỹ ha. Bưu điện ở Mỹ nó là như vậy ha. Ok, vậy là hôm nay mình làm passport ha. Đây hai đứa con của mình. Đây husband. Đang ở trong văn phòng đợi làm giấy passport. Luna. Luna. Như hồi chiều á mình làm á thì cái này là cái đơn để mà làm cái passport Mỹ ha. Cái đơn này á mình tới bưu điện cũng được mà mình tìm ở trên mạng cũng được ha. Như mọi người biết tiếng Anh á thì nó dễ, mọi người không biết tiếng Anh á thì nhờ ai á chở tới bưu điện xin cái form ha. Còn hồi chiều á khi mà làm xong hết rồi á thì người ta sẽ giữ lại tất cả những cái bản chính, cái giấy khai sinh nè, rồi copy cái giấy tờ của cha mẹ nếu mà mình làm cho con mình dưới 16 tuổi. Còn đây là cái phí mà mình trả nè. Cái phí này á là 35 đồng phí tiền passport là tiền của bưu điện ha, 15 đồng là tiền chụp hình, mình không cần phải đi ra ngoài chụp hình, mình cứ làm tới thẳng bưu điện để mà mình làm giấy chụp hình ha. Còn cái 80 đồng là cái phí làm passport của sở di trú người ta sẽ giữ. Như hồi sáng nay mình làm hai cái passport cho hai đứa con của mình, đứa 4 tuổi, đứa 5 tuổi á, thì giá tổng cộng của nó là 262 đồng 50 cent, có nghĩa là 15 đồng tiền chụp hình, 35 đồng tiền làm passport mình trả cái phí đó cho bưu điện, còn 80 đồng mình trả cho sở di trú. Thì khi mà mình làm á thì mình đi ra đó người ta sẽ làm cho mình hết, người ta sẽ lấy lại hết, người ta đóng gói hết, xong rồi nó sẽ gửi, khi mà mình làm xong á thì nó sẽ gửi cái passport ngược lại cho mình ha. Nó gửi cái passport ngược lại cho mình cộng với những cái giấy tờ gốc, nó không có đưa lại cho mình ha, nó giữ hết giấy tờ gốc, khi nào mình làm xong thì nó mới sẽ trả lại. Ok. Còn Trúc sẽ bấm ở cái link phía dưới cho mấy bạn biết được khi mình đi vô cái link nào để mà mình điền cái form. Và cái form của nó là cái form gọi là cái đơn á, là cái đơn DS11, là GS11 á ha, mình lên mạng coi cũng được ha. Ok, thì Trúc sẽ bấm xuống dưới cho mọi người coi ha. Ok, bye bye mọi người.